Đây là một cái ly xăng và một cái khóa xăng. Cái khóa xăng này mình đã được cắt ra rồi. Đây. Thì mình cắt ra để mình lấy cái dòi này bằng nhôm luôn. Thì mình sẽ khoan ở đây một lỗ. Cái này là 6 ly. Mình sẽ lấy một mũi khoan 5 ly rưỡi. Mình sẽ khoan ở đây. Khoan thì chúng ta không được khoan ngay đây nha, tại vì con ốc ở đây chúng ta bắt ở đây khoan vô sẽ dướng con ốc ha. Một là khoan xịt trên hoặc hai xéo xéo ở đây nha. Đó, xéo xéo ở đây hoặc là xéo xéo khúc nào đó ở trên đây cũng được. Đó, tùy theo chỗ chúng ta được khoan ở đây. Khoan ở đây con ốc ở trong bang bắt xuống thì sẽ dính cái này xong được ha. Mình sẽ khoan xéo xéo bên đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện khoan cái lỗ này, mình sẽ đóng cái này vô, khỏi cần xài keo gì hết. Tại vì cái này 6 ly mà cái này mỗi cái 5 ly rưỡi à, chúng ta khoan, chúng ta mài nhẹ đóng vô là ok liền. Bây giờ mình sẽ khoan cho mọi người xem luôn. Rồi mình sẽ chọn vị trí ngay đây. Mình thích ngay đây là mình khoan ngay đây thôi à, chứ không phải khoan ngay đây nha. Đó, mình thích vị trí ngay đây, mình khoan ngay đây. Nhớ nha mọi người, mỗi khoan 5 ly rưỡi nha. Tại vì cái ống của mình là cái ống 6 ly, mình khoan 5 ly rưỡi mình đóng vô. Được một lỗ rồi, lủng luôn rồi, có thể là hư luôn rồi, nhưng mà chắc là không hư đâu. Đó, chúng ta sẽ đóng cái ống này vô đây. Đó, rất là đẹp. Trời ơi, ngắt. Rồi xong, mình đã thực hiện khoan cái đầu lỗ này, gắn một cái ống xăng dư vô đây, ống để làm tiết kiệm xăng. À, như vậy là mọi người có thể thực hiện cách của mình nha. Hồi nữa mình sẽ gắn vô xe luôn. Đây, cái bộ tiết kiệm xăng mình đã làm rất là gọn gàng. Chỉ có một khúc ống thôi nha, một khúc ống thôi. Thì hồi nãy mình đã khoan lỗ, mình đóng cái cục đó vô rồi, đây rồi. Thì đây mình sẽ lên một cái đầu van như này, mình sẽ tận dụng một cái đầu van xe đạp thôi. Mình tận dụng một đo xe đạp, mình cắt ra, mình mài là mình đúc vô cái ống như vậy. Còn nếu mà anh em nào mà có tài xe mình gắn không gắn boe, nếu gắn boe vô thì mình vặn vô đây thì nó đã gắn vô đây thì cái bộ này nó hút gió rất là luồng gió sạch nha. Không có luồng gió nó dơ, mình tận dụng cái ống này của bình xăng có sẵn nè. Mình cắm vô đây luôn, khỏi cần khoan nó boe. Còn cái đợt video trước mình sẽ gắn một cái lọc xăng vô đây. Một lọc xăng vô đây. Thì các em làm rất là gọn. Từ đây đưa lên đây cũng khúc thôi. Không có tốn chi phí nhiều. Cái đầu van này có 2.000 thôi. Cái ống này cũng chắc cả 2.000 nữa là 4.000 thôi à. Còn cái này mình khoan vô thì cũng không có nhiều tiền. Đó thì mọi người đi chỉ được có 5.000 thôi. Một bộ tiết kiệm xăng có 5.000 thôi. Không có nhiều nha. Mình làm như thế này vừa có 5.000 thôi. Còn mình sẽ thêm một cái này. Đây là cái lọc xăng. Đây là cọc. Nếu có những cái xe rin như Sirius hay Wanfa hay gì hay quay gì đó, cái boe rin của người ta, ví dụ như đây là cái boe rin đi, mà mình khoan vô cái boe á, lấy cái gió không khí sạch ở cái phần dưới đây á, thì cái boe này nếu chúng ta không có xài nữa hay bán xe hay gì đó thì cái boe rin nó mất cái giá trị liền. Chúng ta xén một cái lọc này vô đây, cắt cái này ra, cắt khúc này ra, gắn cái lọc này vô rồi cắm cái đầu này đưa ra chỗ khác. Thì khi mà cái lọc gió này là cái lọc xăng này nó sẽ là thay thế cho cái lọc gió. Ví dụ mà nó hút vô nó dơ cái bộ phận này, chúng ta có mở ra vệ sinh hoặc là thay mới cũng được. Cái lọc xăng này cũng không có bao nhiêu tiền. Đó, cái bộ này mình chế khoảng 5.000 thôi, lọc xong. À, thì anh em lấy thì cứ tham khảo làm theo của mình. Bây giờ mình sẽ test thử cho nó nổ cho mọi người xem luôn. Ganh ti rất là nhuyễn nha, không có tổn hại gì đến cái chiếc xe hết á.
cái anh đi rất là nhuyễn luôn, nổ lình xình luôn. Nó nói chung là cái bộ này của người ta nghiên cứu rồi. Thì bây giờ này mình chỉ làm lại theo cái rút ngắn ngắn nhất, gọn nhất thôi, chứ không có khác gì của cái người chế đầu tiên hết á. Mình chỉ làm cho nó ngắn gọn thôi. Nó có xe này từ trước mình làm máy phát điện 220, bây giờ sẵn đây mình làm cái bộ tiết kiệm xăng này luôn đó, nó đơn giản thôi nha.